Hello, xin chào cả nhà. Mình rất vui được hôm nay được mình ngồi đây, mình chia sẻ với anh chị về cái chủ đề đó là cái thị trường bất động sản thành phố Bảo Lộc nó đầy biến động. Thì mình đầu tư có lời hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều anh chị đã hỏi mình. Và đây cũng là câu hỏi mà mình nghĩ rằng chắc nhiều anh chị đang thắc mắc. Liệu mình có đầu tư vào thị trường bất động sản Bảo Lộc có còn lợi nhuận nữa hay không? Nó còn tăng giá trị hay không? Hay chỉ là những cái tin đồn tào lao? Đó, nó không có cơ sở. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ sâu về cái chủ đề này. Mình xin giới thiệu, mình tên là Nguyễn Mạnh Tiến. Hiện tại mình đang sống và làm việc tại thành phố Bảo Lộc. Mình rất vui mình được gặp anh chị. Thì sau cái khoảng thời gian mà mình sống và làm việc tại vùng đất thành phố Bảo Lộc của mình, thì mình mới cảm nhận rằng cái bất động sản Bảo Lộc của mình nó bao gồm rất là nhiều yếu tố để nó tăng được cái giá trị lên. Thì cái thứ nhất là mình mới cảm nhận rằng cái bất động sản của Bảo Lộc của mình thì trong thời gian gần đây đã có nhiều tập đoàn quan tâm muốn đầu tư tại thành phố Bảo Lộc. Và cái thông tin này thì tương đối là ok. Nhưng nó vẫn chưa phải là cái mà mình cơ hội, hoặc là nó là một cái thông tin để mình xác định rằng mình có nên đầu tư bất động sản ở Bảo Lộc hay không. Tại vì cái thông tin này nó vẫn còn mập mờ và nó vẫn chưa thể hiện rõ được. Nhưng nó chứng minh được rằng cái bất động sản Bảo Lộc của mình cũng có nhiều tập đoàn lớn họ quan tâm. Và cái yếu tố thứ hai là mình thấy được rằng cái giá trị cốt lõi của thành phố Bảo Lộc khi mình đến mình đầu tư nó là ở đâu. Anh chị có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Cái nền tảng mà mình mới thấy rằng cái giá trị cốt lõi của thành phố Bảo Lộc của mình đó là khí hậu Bảo Lộc của mình. Thành phố Bảo Lộc của mình, cái khí hậu thành phố Bảo Lộc của mình rất là ok. Nhiệt độ trung bình hàng ngày nó từ khoảng dao động từ khoảng 16 đến 27 độ C. Buổi sáng thì mây mù nó răng răng trên các đỉnh núi. Mình thấy rất là đẹp. Và cái cảm giác mà mình khi mình được sống ở thành phố Bảo Lộc của mình cảm thấy có một cái điều gì đó rất là bình an. Và đây là một cái điều mà mình thấy cảm nhận rằng nhiều anh chị ở trên mọi miền đất nước Việt Nam của mình muốn được về thành phố Bảo Lộc của mình, tìm cho mình, chính cái bản thân của mỗi anh chị, một mảnh đất và ước mong là sau khi về già được sống tại cái vùng đất này. Đó là mình thấy có một cái điều gì đó, nó là một cái yếu tố cơ bản mà nó đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến cái vùng đất Bảo Lộc của mình. Và mình thấy rằng đây là thời đại internet, ai cũng sử dụng cái smartphone hết. Và đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, nó đã quảng bá cái khí hậu Bảo Lộc của mình ra mọi miền tổ quốc thân yêu của mình và trên cả thế giới nữa. Đây là một cái thông tin rất là đặc biệt và nó là một cái yếu tố quyết định quan trọng để thu hút nhiều nhà đầu tư biết đến vùng đất Bảo Lộc của mình. Và mình mới thấy rằng mỗi ngày Bảo Lộc mình nó đã có một cái sự thay đổi lớn. Và mỗi ngày cái bất động sản của mình nó có một cái giá nó tăng trưởng hơn, mỗi ngày nó lên một cái giá nó tốt hơn và mình thấy cái sự tăng trưởng nó đều đều hàng ngày. Thì đây là nó là một cái tín hiệu tốt đã thu hút nhiều anh chị đầu tư mỗi ngày. Và mình thấy rằng bất động sản của mình, mỗi bất động sản Bảo Lộc mỗi ngày nó tăng trưởng lên. Và khi anh chị đã mua bất động sản Bảo Lộc ngày hôm nay và 5-6 tháng sau thì nó đã tăng trưởng một cái giá mới rồi. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và mình cảm giác đây là một cái yếu tố quan trọng để cái bất động sản Bảo Lộc của mình nó tăng giá trị lên. Và điều thứ hai nữa mà mình cảm nhận rằng trong khoảng thời gian đây, gần đây tại thành phố Bảo Lộc mình, đó là nhiều anh chị đầu tư đất tại thành phố Bảo Lộc của mình và đã đầu tư thêm cái cơ sở hạ tầng
nó đẹp hơn, nó khang trang hơn. Nhiều anh chị coi như là bỏ tiền ra để làm những cái cung đường quanh đất của mình rất là đẹp. Và đây cũng là cái yếu tố quan trọng để cái giá trị bất động sản của anh chị nó tăng giá trị lên một cái giá trị mới. Nó giá trị hơn, nó mang lại cho cộng đồng có một cái điều gì nó rất là ý nghĩa. Và chính cái bản thân của anh chị thì cũng cái giá bất động sản nó cũng tăng lên. Và mình đã thấy rằng đây cũng là một cái yếu tố quan trọng quyết định đến cái giá bất động sản tại thành phố Bảo Lộc mình. Thì hôm nay thì mình ngồi đây mình chia sẻ một vài yếu tố quan trọng để anh chị yên tâm rằng cái bất động sản vào thành phố Bảo Lộc của mình nó vẫn luôn luôn tăng trưởng theo thời gian. Tại vì cái yếu tố quyết định vẫn là khí hậu Bảo Lộc của mình rất là trong lành và ôn hòa. Mình chúc anh chị có nhiều niềm vui trong những ngày sắp tới và gặt hái được nhiều thành công. Anh chị hãy like, hãy chia sẻ cái video của mình và hãy subscribe cái kênh của mình để sau cái chương trình này thì mình sẽ có những cái video nó tốt hơn, nó giá trị hơn mình dành đến anh chị.